Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một số câu thuộc chủ đề là vận dụng cao của chất béo và hỗn hợp axit béo. Chúng ta đến câu đầu tiên. Triglyceride được tạo bởi glycerol và ba axit béo gồm có axit palmitic. Pal là C15H31. Axit folic là C17H33. Và axit y mình cho gốc của nó là R đi. Như vậy trong hỗn hợp này, nghe rõ, trong máy này, chúng ta đọc đây này. Triglyceride được tạo từ glycerol và ba axit béo, được chưa? Người ta cho như thế này. Người ta cho 49,56 gam E gồm có X và Y. X là triglyceride còn Y là axit, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Như vậy hỗn hợp chúng ta có hai chất. Đầu tiên là chất X. Chất X chúng ta được tạo từ gốc C15H31, C17H33 và gốc R COO tất cả 3 C3H5. Đó là cái thứ nhất. Và Y, Y của chúng ta được tạo từ axit Y, đúng không? Axit Y chúng ta cho nó là RCOOH. Mấu chốt là em phải hiểu đoạn này. Được chưa? X của chúng ta là triete, được chưa? Được tạo bởi ba gốc 15, 31, 17, 33 và gốc R. Được chưa? Còn Y chúng ta là axit này đây. Rồi, với tỷ lệ mol tương ứng là 1,2. Tỷ lệ mol tương ứng là 1,2. Thì ở đây thằng này là 1 này, thằng này là 2 này. Như vậy mình sẽ đặt đây là x mol. Thì đây sẽ là 2x. Được chưa? Chúng ta đi tới dụng với cao H. Thì thằng này cần 3 cao H nè. Thằng này axit thì cần 1 cao H thôi. Và đây em sẽ tạo thành đó là glycerol C3H5OH tất cả 3. Nước. Rồi, bây giờ người ta nói như sau. Ở đây người ta kêu thu được, nghe cỏ đó này, thu được 54,88 gam muối. Muối chúng ta bây giờ gồm có này. Đối với chất béo thì nó sẽ tạo thành là C15H31 COONa. C17H33 COONa. R và R COONa. Đó là của chất béo. Còn của axit béo là tạo thành RCOONa. Đó. Ok thôi. Ở đây K hả? Thì sửa lại thành K. Đổi nó thành K đi em ơi, những cái nhầm. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đây là OK. 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 Rồi chúng ta nghe kỹ. Mặt khác là cho amon hỗn hợp. Mặt khác là cho amon hỗn hợp A đi tới dùng với brom thì thu được sản phẩm hữu cơ. Điều yêu cầu chúng ta là tìm giá trị của A. Như vậy ở đây chúng ta biết là ở đây nó có tác dụng được với brom, đúng không ạ? Đây cũng tác dụng với brom. Được chưa em? Bây giờ mình xử lý này. Bây giờ chúng ta dựa vào tổng khối lượng của hỗn hợp muối này. Được chưa? Là bằng 54,88. Nghe em này. Nếu đây ít thì đây là ít. Ít. Đây là ít. Và đây là 2x. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo của chúng ta nghe kỹ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ít, đúng không em? Chúng ta đi tìm ít là xong. Đây. Rồi thì chỗ này mình chuyển qua đây nó là 3x này. Đây là ít này. Đây là ít này. Đây là ít này. Mục tiêu của em đó là gì? Nghe rõ. Mục tiêu của em hướng đến đó là phải tìm được x. Được chưa? Để tìm x thì chúng ta dùng bảo toàn khối lượng thôi, sẽ tìm được x. Sau khi tìm được x rồi đó thì chúng ta dựa vào tổng khối lượng muối là bằng 54,88 gam, sẽ tìm được góc R. Sau biết góc R là góc nào thì chúng ta biết là nó sẽ tác dụng với brom theo tỷ lệ là bao nhiêu. Em hiểu không ạ? Em hiểu được không ha? Rồi à, khi đó này, khi đó chúng ta biết được cái thằng này là góc R là bao nhiêu thì nhiều khả năng thì nó ra góc là C15H31 hoặc sẽ là C17H31 hoặc C17H35 thôi, bởi vì
Nó chứa hai góc axit này rồi. R này có hai trường hợp chứ mấy. Được chưa? Sau khi xong rồi đó thì chúng ta biết là x của chúng ta này có bao nhiêu liên kết bi, y bao nhiêu liên kết bi này. Được chưa? Tỷ lệ mol bây giờ và gì? Tỷ lệ mol bây giờ vẫn là 1:2. Thì đây mình đặt nó là đây. Tỷ lệ mol bây giờ x là 2x đúng không? Thì mình đặt đây bây giờ là nó là y đi. Và dưới này là 2y. Tức là tỷ lệ mol bây giờ vẫn không đổi. Được chưa? Tức là gì? Nghe rõ này. Người ta cho tỷ lệ mol là 1:2, được chưa? Dưới này người ta dùng a mol nhưng mà tỷ lệ mol vẫn không đổi, vẫn là 1:2. Khối lượng có thể thay đổi, số mol thay đổi nhưng mà tỷ lệ mol không đổi. Thì chúng ta biết là khi thằng này đi tác dụng với brom thì nó bằng K1 này, K1 là K của chất trừ đi 3. Nhóm chất CO không tác dụng brom. Còn thằng này là K2 trừ 1 brom, được chưa? Để chúng ta tạo ra sản phẩm. Mà sản phẩm ở đây người ta cho chúng ta là 63,4 gram. 63,4 gram, được chưa? Như vậy đây mình là y, thì thằng đây là K1 trừ 3y, được không em? Thằng đây là gì? Thằng đây là K2 trừ 1 nhân 2y. Chúng ta nghe kỹ nha. À, khi mà mình dựa vào bỏ toàn khối lượng này, được chưa? Khối lượng người ta cho đây bao nhiêu nhỉ? Khối lượng đây người ta cho chúng ta là 49,56. Được chưa? Dựa vào bỏ toàn khối lượng em sẽ tìm được x. Và khi đó chúng ta dựa vào 54,88 chúng ta tìm được r. Khi đó là gì? Khi đó là chúng ta sẽ tính được cái phân tử khối của x này, phân tử khối của y này. Được chưa nào? Và chúng ta tính được kx và ky. Khi có phân tử khối của thằng này rồi, có K1, K2 rồi, được chưa? Thì khi đó em đi bỏ toàn khối lượng em sẽ tính được y. Sau khi tính y xong á thì để yêu cầu chúng ta là gì? Tính a mol hỗn hợp e. Mà a chúng ta bây giờ sẽ bằng gì? A chúng ta bây giờ bằng y cộng cho 2y là bằng 3y. Đây là a này. Đó, hết vấn đề. Bài này là như vậy thôi. A này là bằng 3y. Mình hiểu được ý tưởng chưa? Đầu tiên em đi bảo toàn khối lượng, em tìm x cho mình bằng bao nhiêu? Bảo toàn khối lượng, chúng ta sẽ suy ra được x. Bấm đây. Rồi 49,56 cộng cho KOH của chúng ta bây giờ, mình như mình ghi nhầm như thế này đúng không ta? Đây đây, đây 2x thì đây sẽ là 2x chứ. Đây 2x nha, ghi nhầm. Thì đây chúng ta sẽ là tổng KOH đây giờ là 5x. 56 nhân 5x. Rồi, bằng glycerol chúng ta là 92 nhân x cộng cho nước là 18 nhân 2x. Rồi cộng cho 54,88. Rồi ở đây em sẽ tính được x bằng 0,035. 0,035. Rồi, như vậy vị trí này là 0,035, đúng không ạ? Thế này sẽ là 0,07. Rồi chúng ta nghe kỹ. Chúng ta tính rời đi, rời từng thằng đây cho nó dễ, đỡ sai. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào khối lượng 54,88. Dựa đây chúng ta sẽ tìm được R. Được chưa? Chúng ta tính rời cho thầy. C15H31. C này 15 này, H31 này, COO này, K, K là 39 này, 294, C17H33, C17H33, COO, K, 320. Rồi bây giờ chúng ta tính như sau. Rồi em có này 294, đúng không? 294 nhân cho x 0,035 cộng cho 320. 320 nhân cho 0,035 cộng cho
R-C-O-O-K. R đây, C-O-O-K. Nhân cho số mol của hắn bây giờ là 3x đúng không? 3 nhân cho 0,035. Đó, thấy chưa? Ở đây thế đề cho là bằng bao nhiêu? 54,88. Rồi chúng ta bấm máy tính tìm được R. Cho bằng bao nhiêu em ơi? 235 không? 235. Rồi nghe để ý như sau, 235 thì chúng ta sẽ tính từ như thế này. Rồi, chúng ta để ý cho thầy là khi mình tính đó, là mình tính được từ cái xe nhỏ nhất là xe 17H31. 12 nhân 17H31. Rồi đúng bằng 235 đúng không? Nếu không được thì chúng ta sẽ cộng 2 cộng thêm 2 nữa, cộng 2 là 1733, cộng 2 là 1735. Còn nếu mà không tính được cái giá trị nào, ví dụ mình tính đây là 23 là nó nhỏ hơn, đúng không? Thì điều chỉnh đó là gì? Cái giá trị này nhỏ hơn 235 thì nó sẽ là C15H31. Đó, như vậy thằng đây là C17H31 này. Rồi. Thì khi đó chúng ta đã biết được cái R là C17H31 rồi. Đây. C17H31. C17H31, được chưa? Em tính cho thầy phân tử khối thằng này bằng bao nhiêu? Phân tử khối thằng này bằng bao nhiêu? Được chưa nào? Rồi, ở đây mình biết K1 này, K1 ở đây là bằng 3 này. Thằng này bằng 1 là 4 này. 4 với 2 là 6 này. Như vậy ở đây chỗ này nó sẽ thực thế vô là bằng 5 này. Được chưa? Thế vô bằng 5 này. Rồi, tương tự như này. Rồi, chỗ này mình dễ sai lắm. Nghe kỹ. Cái thằng C17H31 là K bằng 2 cộng với nhóm chất COO nữa là K bằng 3. Như vậy 3 trừ 1 thì bằng 2, cho nên thấy bằng 2 vào. Được chưa? Bằng 2 vào. Được chưa? Khi đó chúng ta đi bảo toàn khối lượng nữa là xong hết tất cả mọi thứ. Được chưa? Chúng ta tính M lớn đi. Rồi chúng ta lấy như thế này. Lấy M lớn của X, được chưa? Nhân cho mol. Chúng ta đi bảo toàn khối lượng tiếp theo này. M lớn của X nhân cho mol, mol hắn là Y. Cộng M lớn của Y nhân mol nó là 2Y. Cộng bộ rôm là 160 nhân cho, đúng không? Thì nó lại này, K này, K này bằng nhiêu? Nghe tính nhầm đúng không ta? Từ từ tính lại nha. K này là 3 này, 3 này không có này, này 4 này, 5, 6 này. Quay 6 trừ 3 thì bằng 3 chứ sao bằng 5 nhỉ? Bằng 3. Còn tiếp tục dưới này nè. K thằng này là bằng 2, 2, 1 là 3, đúng không? 3 trừ đi 1 thì bằng 2. Ok. Tổng ở đây là 3Y cộng cho 4Y là 7Y. Mà bằng bao nhiêu? 63,4 gam. Từ đây em sẽ suy ra được Y. Có Y thì hiển nhiên em suy ra được A bằng 3Y là bằng bao nhiêu. Thế thôi. Được chưa nào? Thầy tính đi. Đó, bài toán xử lý một cách đơn giản nha thôi. Hiểu được ý tưởng đây là bài toán dễ lắm. Còn không hiểu ý tưởng thì bài này làm hơi lâu. Rồi, C15H31. C15H31. C17H33. Cộng C17H31. C này, 17 này. H31 này. COO, COO là 44. Tất cả nhân 3. C3H5. Đây. Được chưa? Bằng 856. Dưới này em tính C17H31. COH là 45. 280 rồi đã vào. Đây. Thằng này là 856. Đây là 280. Rồi, khi đó tính được Y, có Y thì tính được A, thế thôi. Bấm máy tính tiếp. 8
56 nhân x cộng cho 280 nhân cho 2x cộng cho 160 nhân cho 7 bằng 634. Rồi, chúng ta tính bằng 0,025. 0,025. Được chưa? Như vậy gấp 3 lên thì thằng này là bằng 0,075. Được chưa? Cái đó có đúng ở đây mình chọn là câu D. Thế thôi. Đây, một chút bài toán này nằm ở đây này. Người ta cho triglycerid được tạo từ glycerol và 3 axit béo. Thì đây mình đã biết được cái thằng này là pan rồi, ole rồi, đúng không? Và axit y này, y này chúng ta thường gặp hai góc thôi, 17-31 và 17-35 hết. Vì chúng ta có bốn góc thường gặp mà. Rồi, người ta cho 49,56 gam e. E gồm có hai chất, đó là xv, x là triete này, còn y là axit béo tự do này. Được chưa? Rồi, tỷ lệ mol là 1:2. Như vậy thằng x là 1, thằng này là 2. Thì đặt đây x thì đây là 2x. Vì cái chất béo chúng ta được tạo từ 3 axit, tạo từ 3 góc là 15-31, 17-33 và R. Thì công thức của x đây. Y chúng ta được tạo từ góc RCOH, được chưa? Công thức của nó đây. Khi chúng ta tác dụng với COH thu được glycerol nước và gì? Và muối, đúng không ạ? Có tỷ lệ mol rồi, khối lượng này có thì dựa vào bảo toàn khối lượng em tìm được x. Sau khi kết rồi đó thì em sẽ tìm được góc R. Em hiểu không ạ? Tìm góc R. Góc R chúng ta được lựa tìm dựa vào tổng khối lượng của máy này bằng 54,88. Để tìm R phải tìm X, mà tìm X chúng ta tìm trước đó rồi. Sau khi có R có X rồi đó, hiểu không ạ? Thì em sẽ tìm được gì? Em sẽ tìm được góc hydrocarbon trong này là góc nào. Sau đó chúng ta sẽ tính được phân tử khối. Được chưa nào? Chúng ta để ý là trong này người ta làm hai thí nghiệm khác nhau này. Đây, thấy nghe kỹ nè. Đây, 49,56 gam e này và amon hỗn hợp này, được chưa? Như vậy trong trường hợp này người ta cho hai số liệu khác nhau nhưng tỷ lệ mol của chúng vẫn không đổi được, vẫn là 1:2. Đó là cái lợi thế. Như vậy nếu đây đặt x, đây 2x thì đây là y và đây là 2y, được chưa? Rồi, khi chúng ta tìm được công thức x, công thức của y, khi chúng ta tác dụng với bromo mình biết rồi. Chúng ta trừ đi b nhóm chất CO không tác dụng. Như vậy thằng này có một liên kết bi. Thằng này hai liên kết bi, như vậy đây cần 3 bromo tác dụng. Đúng không em? Đây là 3 nha, chứ phải 5. Rồi, tương tự cái nhóm chất COOH không tác dụng, C15H31 là hai liên kết bi cần hai brom tác dụng. Có mol này chuyển qua đây, mol này chuyển qua đây, người ta cho tổng khối lượng sản phẩm rồi bằng như này. Được không em? Tổng khối lượng sản phẩm bằng như này. Như vậy cái đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi bảo toàn khối lượng thôi để tính được khối lượng của để tính được mol của y. Sau khi có y rồi chúng ta sẽ tìm được a. Được chưa? A là tổng số mol của x vị. Thế thôi.